Huỳnh Nhật Hoa sinh ngày 4 tháng 9 năm 1961 là nam diễn viên, ca sĩ Hồng Kông nổi tiếng trong thập niên 80 đầu thập niên 90, được mệnh danh là một trong ngũ hổ tướng TVB cùng Lương Triều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vĩ và Lưu Đức Hoa. Nam diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng với những vai diễn nghĩa hiệp, trọng tình. Đã có rất nhiều tác phẩm của tài tử TVB này được đón nhận tại Việt Nam như Thiên Long Bát Bộ, Dương Gia Tướng, Anh Hùng Xạ Điêu. Tất cả những vai diễn mà TVB giao cho anh đều rất thành công bởi Huỳnh Nhật Hoa được người hâm mộ đánh giá là có khí chất và phong thái của những đại hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung. Sau những vai diễn phụ, Huỳnh Nhật Hoa bắt đầu nổi danh vào năm 1982 khi thủ vai Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu. Tuy nhiên, vai diễn đưa anh tới đỉnh cao sự nghiệp lại là vai Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ năm 1997. Dù ngũ hổ tướng thời điểm ấy đã giã từ TVB để tìm kiếm con đường mới, thế nhưng tài tử họ Huỳnh vẫn cứ gắn bó với nhà đài cho tới tận năm 2000. Sau hai thập kỷ gắn bó với đài TVB, Huỳnh Nhật Hoa quyết định rời xa nghiệp diễn vào năm 2000 để chú tâm vào công việc kinh doanh cá nhân và có thời gian bên gia đình. Kể từ khi cưới nữ diễn viên Lương Khiết Hoa năm 1988, vợ chồng Huỳnh Nhật Hoa luôn là gia đình kiểu mẫu điển hình trong mắt người hâm mộ. Nam tài tử chia sẻ, từ khi kết hôn anh vẫn luôn bận rộn trong công việc mà lơ là vợ con, điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi may mắn có một sự nghiệp tương đối nhưng thành công trên đều là nhờ Khiết Hoa. Cô ấy luôn ở bên hỗ trợ tinh thần mỗi khi tôi cần, nam diễn viên ngọt ngào chia sẻ về vợ. Nhưng 10 năm sau, có lẽ do cái duyên với nghệ vẫn còn nên nam diễn viên đã nhận lời mời của Miêu Kiều Vĩ, một trong ngũ hổ tướng năm xưa, và trở lại với màn ảnh nhỏ. Lần trở lại này, nam diễn viên đã thử nghiệm hình ảnh mới với vai phản diện Thạch Đông Thăng khi một cảnh sát vốn dĩ chính nghĩa nhưng dần trở nên thoái hóa, biến chất trong hình cảnh. Nhân vật gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Diễn xuất tài tình không hề mai một của tài tử Thiên Long Bát Bộ đã giúp Huỳnh Nhật Hoa có tên trong danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải TVB lần thứ 43. Tuy nhiên, với chính sách đãi ngộ và chế độ lương của TVB, Huỳnh Nhật Hoa và nhà đài phát sinh mâu thuẫn. Tài tử chỉ trích nhà đài bạc đãi diễn viên, cơm không lành canh không ngọt đến nỗi nam diễn viên phải dứt áo ra đi trong thất vọng. Từ đó, Huỳnh Nhật Hoa nằm vào danh sách đen của TVB, không thể xuất hiện trên các kênh của đài nữa. Những năm sau đó, sự nghiệp của nam tài tử ngày càng xuống dốc và gặp nhiều vận hạn. Khó khăn lại chồng khó khăn khi vào năm 2014, vợ anh bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Trong hoàn cảnh khốn đốn ấy, người hâm mộ những tưởng Huỳnh Nhật Hoa sẽ ngã quỵ nhưng tài tử Thiên Long Bát Bộ vẫn lạc quan, bởi lúc này đây, anh chính là chỗ dựa cho cả gia đình. Bản thân anh cũng tin rằng vợ mình có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả. Đời tư của Huỳnh Nhật Hoa. Ông Mỹ Linh và Huỳnh Nhật Hoa hợp tác với nhau trong nhiều bộ phim. Anh Hùng Xạ Điêu là một trong những tác phẩm thành công nhất của nhà văn Kim Dung và được chuyển thể nhiều lần trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong đó, Anh Hùng Xạ Điêu 1983 do ông Mỹ Linh và Huỳnh Nhật Hoa diễn chính là phiên bản chuyển thể kinh điển nhất. Đến nay, đã 38 năm kể từ khi phim lên sóng, dàn diễn viên đều đã có sự thay đổi rất nhiều. Với vẻ đẹp trong veo, thanh thoát, ông Mỹ Linh đã làm sống lại nàng Hoàng Dung thông minh, có chút điêu ngoa, nghịch ngợm. Vai diễn do nữ diễn viên thể hiện được đánh giá là gần sát với nguyên tác nhất và cũng là kinh điển chưa ai có thể vượt qua nổi. Tiếc thay, ngoài đời thực, ông Mỹ Linh lại chẳng thể mạnh mẽ, dám yêu dám hận như nàng Hoàng Dung trên màn ảnh. Đau khổ vì trục trặc tình cảm với Thang Trấn Nghiệp, lại nghe tin đồn tài tử này có người mới khi sang Đài Loan đóng phim, ông Mỹ Linh nhiều lần dại khờ, không màng tất cả chỉ vì muốn níu kéo tình yêu. Ngày 14 tháng 5 năm 1985, tại phòng trang điểm ở TVB, giữa Thang Trấn Nghiệp và ông Mỹ Linh xảy ra cuộc cãi vã dữ dội. Ông Mỹ Linh không muốn hai người chia tay, bởi anh chính là lẽ sống của đời cô. Với tâm trạng đau đớn tột độ, cô về nhà nốc nửa chai rượu, hơi men lâng lâng. Cô mở khóa gas và đi vào phòng tắm. Cái chết đột ngột của ông Mỹ Linh đã gây chấn động làng giải trí Hồng Kông cả khu vực Đông Nam Á. Ngày đưa tiễn linh cữu cô, hơn 10.000 người dân Hồng Kông đã đến đưa cô đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tình bạn với Miêu Kiều Vĩ. Huỳnh Nhật Hoa và Miêu Kiều Vĩ là những nghệ sĩ thuộc lứa ngũ hổ tướng nổi danh Hồng Kông. Nhiều năm qua, họ duy trì tình bạn thâm giao. Ngày 16 tháng 11,
Huỳnh Nhật Hoa và Miêu Kiều Vĩ xuất hiện trên chương trình Friends. Tại đây, họ chia sẻ về tình bạn gắn bó 40 năm từ thời Ngũ Hổ Tướng cùng những câu chuyện hậu trường chưa từng được truyền thông tiết lộ với khán giả. Đáng chú ý, Miêu Kiều Vĩ cho biết Huỳnh Nhật Hoa được Trương Triệu Huy, Quách Phú Thành và nhiều nghệ sĩ trẻ tại TVB đặc biệt kính trọng, xem như ân nhân trong giới giải trí. Kiều Vĩ nói quá rồi, tôi chỉ đưa ra lời khuyên và giúp đỡ các bạn vượt qua khó khăn, bế tắc. Như Trương Triệu Huy cách đây 10 năm, nhìn cậu ấy bế tắc trong sự nghiệp, tôi mới khuyên Triệu Huy sang Đại Lục phát triển. Với tài năng của mình, cậu ấy có được thành công, tài tử anh hùng xạ điêu chia sẻ. Ông nói thêm, còn về Quách Phú Thành, khi chúng tôi đóng phim cùng nhau, thấy cậu ấy nhà xa nhưng lịch quay dày đặc cả ngày lẫn đêm, tôi bảo Phú Thành về nhà tôi ở vài tháng để đảm bảo giấc ngủ. Lái xe mà thiếu ngủ sẽ rất nguy hiểm. Chuyện chỉ có vậy thôi, mỗi lần nghe hai cậu ấy luôn miệng cảm ơn. Tôi thấy rất ngại, trong khi đó, Huỳnh Nhật Hoa lại bày tỏ lòng biết ơn với Miêu Kiều Vĩ. Tài tử cho biết nếu không có sự đồng hành, sát cánh của nam diễn viên 62 tuổi ông có lẽ đã gục ngã sau khi vợ qua đời. Tôi từng có suy nghĩ dại dột rằng bản thân sẽ chết theo vợ để được bảo vệ, bầu bạn với cô ấy nơi thiên đàng. Nhưng Miêu Kiều Vĩ không cho tôi làm điều đó. Vợ chồng anh ấy không chỉ giúp tôi lo liệu tang lễ mà còn sát cánh bên tôi trong giai đoạn bế tắc nhất. Cậu ấy bầu bạn, rủ tôi đi chơi khắp nơi. Các bạn nhìn tôi béo hơn trước đây đúng không là do thích Mỹ Trân đấy. Cô ấy ngày nào cũng nấu đồ ăn mang sang cho hai cha con tôi, sau năm 59 tuổi cho biết. Vợ vướng tin đồn ngoại tình. Vào những năm 2000, tài tử họ Huỳnh không chỉ gặp trắc trở trên con đường sự nghiệp mà còn phải đối mặt với nguy cơ gia đình tan vỡ. Ngay khi anh rời đài TVB lần đầu vào năm 2000, vợ anh, nữ diễn viên Lương Khiết Hoa đã vướng vào một scandal tình ái với tình nhân trẻ người Đài Loan. Cả hai đã bị cánh săn ảnh tóm được những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Hình ảnh về cặp đôi mẫu mực của giới giải trí Hồng Kông tan vỡ từ đây, bất chấp những lời đồn đoán, Huỳnh Nhật Hoa quyết tâm tha thứ và cho vợ một cơ hội sửa sai. Cũng từ đó, tin đồn ly hôn của cặp đôi mới lắng xuống. Vợ bị ung thư và ra đi. Tuy nhiên, tới năm 2014, Lương Khiết Hoa được chẩn đoán mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Kể từ đây, nam tài tử TVB một thời lại phải gồng gánh thêm khoản phí điều trị đắt đỏ cho vợ. Ước tính viện phí mỗi tháng của Lương Khiết Hoa lên tới gần 600 triệu đồng. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng Huỳnh Nhật Hoa vẫn quyết tâm tìm mọi cách để chữa trị cho vợ. Bởi theo anh, sau khi đã trải qua nhiều sóng gió thì không có gì quan trọng hơn người bạn đời này. Sau khi gặp phải biến cố, điều kiện kinh tế của gia đình cặp đôi diễn viên đã không còn khá giả như trước. Tuy nhiên nam diễn viên cảm thấy hài lòng bởi bệnh tình của vợ đã ngày một thuyên giảm. Chính Lương Khiết Hoa cũng từng tâm sự rằng nữ diễn viên biết ơn chồng bởi nếu không có anh, hẳn là mình đã chẳng còn trên thế gian này từ lâu. Từng phải tham gia hát hội chợ kiếm tiền chạy chữa cho vợ vì không nhận được lời mời đóng phim nhưng Huỳnh Nhật Hoa vẫn rất lạc quan. Bởi theo như anh từng tâm sự, tôi tự nhủ mình phải chấp nhận sự thật và đối diện với nó một cách thật dũng cảm. Tôi muốn truyền cho vợ niềm tin và sức mạnh để cô ấy nghĩ rằng mình sẽ khỏi bệnh. Với Huỳnh Nhật Hoa bây giờ, anh không cần danh tiếng mà chỉ cần gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe là đã đủ rồi. Tuy nhiên sau một thời gian dài chống chọi với ung thư, bà xã của chàng, Quách Tĩnh, vẫn không thể chiến thắng bệnh tật. Bà qua đời vào ngày 26 tháng 5 năm 2020, hưởng dương 59 tuổi. Trong những giây phút cuối của cuộc đời, Huỳnh Nhật Hoa và con gái Huỳnh Chỉ Tinh vẫn ở luôn bên bà. Trước sự ra đi của người bạn đời hơn 30 năm gắn bó, Huỳnh Nhật Hoa suy sụp và vô cùng đau đớn. Vào chiều ngày 28 tháng 5, Huỳnh Nhật Hoa và con gái Huỳnh Chỉ Tịnh đã đến nhà tang lễ ở khu Hồng Khám, Hồng Kông, để chuẩn bị hậu sự cho Lương Khiết Hoa. Lúc này, cha con tài tử họ Huỳnh nhanh chóng bị cánh phóng viên ùa đến phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên 59 tuổi xuất hiện trước truyền thông sau khi bà xã Lương Khiết Hoa qua đời hôm 26 tháng 5. Mặc dù vừa mất đi người vợ yêu quý, sau phim Tuyết Sơn Phi Hồ vẫn chào đón báo chí với nụ cười thân thiện, Huỳnh Nhật Hoa cúi đầu cảm ơn cánh phóng viên đã quan tâm đồng thời kiên nhẫn trả lời những thắc mắc của họ. Ngôi sao đình đám một thời cho biết hai cha con đang nương tựa, chăm sóc lẫn nhau và trấn an, chúng tôi không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Hiện Huỳnh Nhật Hoa muốn dành thời gian lo liệu tang lễ cho bà xã một cách tương tất.
Ngôi sao Thiên Long Bát Bộ cho biết cựu diễn viên họ Lương có để lại di chúc nhưng anh không có thời gian để đọc. Nam diễn viên sinh năm 1961 thừa nhận sự ra đi của Lương Khiết Hoa là một nỗi mất mát lớn đối với gia đình, tuy nhiên, tinh thần của anh đã ổn định hơn. Đó không phải là một điều quá bất ngờ. Suốt 3 năm qua, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với ngày này. Nghệ sĩ này nói thêm, tài tử Hồng Kông bày tỏ lòng thán phục trước sự kiên cường của vợ trong suốt 7 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Cô ấy đã đấu tranh rất nhiều trong những năm cuối đời. Cô ấy không bao giờ nói không thể, không bao giờ bỏ cuộc. Cô ấy luôn mạnh mẽ đến cuối cùng và luôn muốn chiến thắng trong trận chiến này. Khiết Hoa đã dạy cho chúng tôi biết rằng đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống. Cuộc sống của bạn thực sự rất quý giá, ngôi sao họ Huỳnh bộc bạch. Ông bố một con cũng cho biết vợ anh ra đi thanh thản. Chuỗi ngày đau đớn nhất của cô ấy đã đi qua. Khi nguy kịch, cơ thể của cô ấy gần như chẳng còn gì có thể cứu vãn nhưng tôi có thể thấy vợ mình đang nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Khiết Hoa đã mỉm cười khi chúng tôi nói chuyện với cô ấy. Bà xã tôi ra đi với một nụ cười, Huỳnh Nhật Hoa nhớ lại, hiện tại, cha con nhà họ Huỳnh đang bận rộn với công tác chuẩn bị tang lễ cho Lương Khiết Hoa. Tang lễ của cựu minh tinh được làm theo các nghi lễ của Phật giáo. Lễ tưởng niệm của cô sẽ được tổ chức ngày 13 tháng 6 và việc đưa tang diễn ra vào ngày hôm sau. Sau phim Bến Thượng Hải sẽ được hỏa táng và hiện gia đình vẫn chưa quyết định nơi an nghỉ cuối cùng của nữ nghệ sĩ nổi tiếng một thời. Hiện vẫn còn nhiều việc phải làm, chúng tôi sẽ liên lạc với những người thân. Bạn bè muốn gặp cô ấy lần cuối. Hai cha con hiểu rằng có những thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do dịch Covid-19, Huỳnh Nhật Hoa nói thêm, có duyên với nghiệp diễn, Tiêu Phong, Huỳnh Nhật Hoa hướng con gái theo con đường nghệ thuật. Huỳnh Chỉ Tinh sinh năm 1990, là con gái của Huỳnh Nhật Hoa và nữ diễn viên Lương Khiết Hoa. Ngay từ những ngày đi học, Chỉ Tinh đã xinh đẹp vượt trội hơn các bạn. Cô được nhận xét là thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ. Gương mặt hiền, đôi mắt tròn ấn tượng, Huỳnh Chỉ Tinh luôn được mệnh danh là hoa khôi của trường. Huỳnh Chỉ Tinh tốt nghiệp ngành thiết kế Đại học Bách Khoa Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp, cô tuyên bố có hứng thú với diễn xuất và người mẫu. Nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Chỉ Tinh trẻ hướng sang lĩnh vực giải trí và bắt đầu với việc đóng phim. Hổ phụ sinh hổ tử, Huỳnh Chỉ Tinh là hổ tử đầu tiên của ngũ hổ tướng nối nghiệp cha và nhanh chóng được chú ý. Cô gia nhập CTI và nỗ lực trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Năm 2012, Chỉ Tinh có vai diễn đầu tiên trong Khai Não Cảnh Thâm cùng bố Huỳnh Nhật Hoa. Có bố và mẹ đều là diễn viên, thế nhưng Huỳnh Chỉ Tinh lại gặp khá nhiều khó khăn với sự nghiệp. Không ít lời bàn tán cho rằng cô dựa hơi bố để được nhận vai và ưu ái. Tuy nhiên, Huỳnh Chỉ Tinh cũng luôn nỗ lực và hết lòng vì công việc. Cô góp mặt trong khá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Tam Nhân Hành, Insedin Mama, Isel Love. Hiện nay, Chỉ Tinh đang là diễn viên thuộc công ty sản xuất phim Hồng Kông, HK Media Production. Tham gia showbiz nhưng Chỉ Tinh cho biết cô sẽ không đi theo con đường sexy gợi cảm hay tạo scandal. Vì không có được vóc dáng cao hay số đo chuẩn nên Chỉ Tinh sẽ không chụp ảnh nội y hay trang phục hở hang quá. Ngoài đóng phim, Huỳnh Chỉ Tinh còn đảm nhận vai trò MC cho một số chương trình truyền hình. Từng học chuyên ngành thiết kế nên con gái Huỳnh Nhật Hoa còn thành lập một thương hiệu riêng chuyên sản xuất các sản phẩm handmade. Về chuyện tình cảm, Chỉ Tinh đã có bạn trai lâu năm. Nhận được sự ủng hộ của gia đình, cặp đôi có ý định tiến tới hôn nhân trong tương lai không xa. Huỳnh Nhật Hoa và Quang Bảo Tệ. Hiện tại, sau nhiều năm vợ qua đời, Huỳnh Nhật Hoa đã vực lại được tinh thần, sống vui vẻ và tích cực hơn. Ông thường xuyên đi đá bóng, tham gia các sự kiện và nhận trả lời phỏng vấn. Vào sinh nhật 60 tuổi của mình, ngôi sao Thiên Long Bát Bộ cũng tổ chức sinh nhật rất vui vẻ bên bạn bè. Đặc biệt, thời gian gần đây, Huỳnh Nhật Hoa thường xuyên xuất hiện bên nữ diễn viên Quang Bảo Tuệ. Theo truyền thông Hồng Kông, chỉ trong 2 tuần, Huỳnh Nhật Hoa và Quang Bảo Tuệ đã hẹn hò đi ăn 2 lần và không ngại khoe ảnh chụp thân mật. Từ đó, nhiều người đặt nghi vấn chàng Kiều Phong năm nào đã tìm được tình yêu mới. Được biết, Quang Bảo Tuệ sinh năm 1966, kém Huỳnh Nhật Hoa 5 tuổi. Cô là diễn viên nổi tiếng Hồng Kông thập niên những năm 90, Quang Bảo Tuệ từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Tam Hỷ Lâm Môn, Anh Hùng Xạ Điêu 1994, Độc Tí Đao Khách. Trong đó,
vai diễn Mục Niệm Từ trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu đóng cùng Quách Tĩnh, Trương Trí Lâm và Hoàng Dung, Chu Ân là điểm sáng nhất trong sự nghiệp của Quang Bảo Tuệ. Tuy nhiên sau này, do sai lầm chọn đóng phim cấp 3 để nhanh chóng tiến thân, danh tiếng của Quang Bảo Tuệ tụt dốc. Sự nghiệp trắc trở khiến cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nhờ sự động viên của bạn bè, cùng với niềm tin làm lại cuộc đời, nữ diễn viên mới chữa khỏi bệnh trầm cảm vào năm 2001. Vì đều trải qua quãng thời gian mắc bệnh tâm lý do biến cố cuộc đời, Huỳnh Nhật Hoa và Quang Bảo Tuệ được cho có thể thấu hiểu, chia sẻ nỗi lòng với nhau. Hơn nữa, cả hai hiện đều đang độc thân, Quang Bảo Tuệ cũng chia sẻ bản thân cô rất muốn tìm một người đàn ông đã ly hôn hoặc mất vợ để ở bên, do vậy mối quan hệ của họ được rất nhiều người hâm mộ ủng hộ. Huỳnh Nhật Hoa đã mất vợ, Quang Bảo Tuệ cũng lận đận tình duyên, đến giờ vẫn lẻ bóng. Nếu như họ thực sự đến với nhau thì đó là chuyện tốt. Cả hai sẽ không còn cô đơn ở tuổi xế chiều nữa. Năm xưa khi vợ bị ung thư, Huỳnh Nhật Hoa đã ở bên chăm sóc trọn tình trọn nghĩa rồi. Giờ đây, khi vợ qua đời, ông cũng cần có một người phụ nữ ở bên chăm lo, bầu bạn những năm tháng cuối đời. Cư dân mạng bày tỏ. Sự nghiệp diễn xuất là một trong những ngôi sao hàng đầu xứ Cảng Thơm trong suốt những năm 80 đầu thập niên 90, Huỳnh Nhật Hoa cùng Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vĩ thời bấy giờ được mệnh danh là Ngũ Hổ Tướng TVB. Có thể nói trong Ngũ Hổ Tướng này, Huỳnh Nhật Hoa có xuất phát điểm thuận lợi nhất. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất khóa 9 của nhà đài, nam diễn viên được chọn ngay cho vai chính Lý Đường trong Quá Khách cùng năm. Sau đó, tên tuổi Huỳnh Nhật Hoa được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua các bộ phim tên tuổi khác như Hương Thành Lãng Tử và Thiên Long Bát Bộ, vai Hư Trúc, phiên bản 1982 đến năm 1983. Sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa bước sang một trang mới khi thủ vai đại hiệp Quách Tĩnh, sánh vai cùng mỹ nhân ông Mỹ Linh trong Anh Hùng Xạ Điêu. Với ngoại hình thu hút cùng diễn xuất thực lực, Huỳnh Nhật Hoa đã tạo nên một Quách Tĩnh khờ khạo nhưng tốt bụng, trượng nghĩa, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Thậm chí đến hiện tại, nam tài tử vẫn được nhiều khán giả nhận xét là Quách Tĩnh kinh điển nhất ở tất cả phiên bản. Theo Sina, sau thành công ở Anh Hùng Xạ Điêu, Huỳnh Nhật Hoa tiếp tục đánh dấu tên tuổi của mình qua hàng loạt phim nổi tiếng khác với diễn xuất đa dạng. Hóa thân tròn vai được lòng công chúng như Dương Gia Tướng, Bích Huyết Kiếm, Tuyết Sơn Phi Hồ, Bao Công 1 và 2. Đến năm 1996, Huỳnh Nhật Hoa lại một lần nữa có duyên với tác phẩm Thiên Long Bát Bộ. Hình ảnh đại hiệp Kiều Phong oai phong lẫm liệt trong bộ phim này đã đưa nam tài tử họ Huỳnh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, chính thức trở thành một tượng đài khó có thể thay thế của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Theo đánh giá của tờ iFan, Thiên Long Bát Bộ 1996 kinh điển đến nỗi chỉ cần nhạc phim vang lên là như nhìn thấy những cảnh chiến thắng của Kiều Phong trước mắt. Trước thành công của mình, Huỳnh Nhật Hoa khiêm tốn chia sẻ, tôi là người may mắn khi thể hiện tới hai nhân vật trong truyện của Kim Dung, Kiều Phong, Thiên Long Bát Bộ 1996, và Quách Tĩnh, Anh Hùng Xạ Điêu 1983. Đây là hai vai diễn đã giúp cho sự nghiệp diễn xuất của tôi đạt đến cấp độ mà tôi không thể hình dung được. Anh còn khẳng định rằng không có Kim Dung thì không có Huỳnh Nhật Hoa, để bày tỏ sự biết ơn đến nhà văn. Những bộ phim để đời. Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ là bộ phim truyền hình kinh điển sản xuất vào năm 1982 của hãng truyền hình TVB. Phim được phóng tác từ tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Bộ phim dài 50 tập, gồm hai phần với tựa đề lần lượt là Thiên Long Bát Bộ Lục Mạch Thần Kiếm và Thiên Long Bát Bộ Hư Trúc Truyền Kỳ. Truyện phim nói về ba người anh hùng Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc. Họ tình cờ quen biết nhau và kết nghĩa anh em, nhưng hoàn cảnh ba người gặp phải đều khác nhau nhưng vẫn nguyện thề sống chết. Kiều Phong, nguyên bang chủ Cái Bang, người gốc Khiết Đan, cha mẹ bị hãm hại và bị người Hán giết chết. Đoàn Dự, độc tử và là người nối ngôi duy nhất của vương tộc Đại Lý, là con của Đoàn Diên Khánh đệ nhất ác nhân, Hư Trúc. Xuất phát từ một chú tiểu của Thiếu Lâm Tự, sau được chức cung chủ và trưởng môn của Tiêu Giao Phái, con của nhị ác Diệp Nhị Nương và phương trượng Thiếu Lâm Huyền Từ Đại Sư. Trong khi đó, Mộ Dung Bát Giả tu hành, lén luyện thần công trong Tàng Kinh Các, hợp sức với Cưu Ma Trí trong tay có Dịch Cân Kinh, hạ sát Vô Danh Tăng và Tiêu Viễn Sơn. Tuy nhiên Vô Danh Tăng phát hiện âm mưu sớm nên kịp thời đẩy Tiêu Viễn Sơn xuống giếng sâu. Chỉ là không đánh lại hai người kia hợp sức.
Tiếp đó Mộ Dung Bác hợp với Cưu Ma Trí khống chế Thiếu Lâm, lấy đi Lục Ngọc Trượng, dùng tên Duyên Căn làm trụ trì. Sau này Hư Trúc đem Mộng Cô về thăm chùa mới cứu nạn Thiếu Lâm tự. Anh Hùng Xạ Điêu. Anh Hùng Xạ Điêu là bộ phim võ hiệp của Hồng Kông do TVB sản xuất vào năm 1983 dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Bộ phim gồm 3 phần, Thiết Huyết Đan Tâm 19 tập, Đông Tà Tây Độc 20 tập và Hoa Sơn Luận Kiếm 20 tập. Ngoài ra còn có phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu, phim truyền hình 1983, đạt rating cao ngất ngưỡng là 99% tại Hồng Kông vào năm đó và được coi là tác phẩm kinh điển không thể vượt qua trong lịch sử Hồng Kông. Nam diễn viên chính Huỳnh Nhật Hoa không chỉ được mệnh danh là Quách Tĩnh kinh điển nhất trong lịch sử mà diễn xuất của nữ chính ông Mỹ Linh cũng được người hâm mộ ví như sẽ không còn Hoàng Dung sau ông Mỹ Linh, được khen ngợi hết lời. Và sau khi ông Mỹ Linh qua đời ở tuổi 26, hình bóng của cô chỉ còn lại trong vở kịch. Tuyết Sơn Phi Hồ 1999 là một bộ phim truyền hình Hồng Kông được chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung Tuyết Sơn Phi Hồ và Phi Hồ Ngoại Truyện. Bộ phim được phát sóng lần đầu tiên trên đài TVB ở Hồng Kông vào năm 1999. Nội dung phim kể về Miêu, Phạm, Điền, Hồ đều là dũng sĩ thân tín của Sấm Vương. Khi Sấm Vương thất thế trước quân Thanh, Nhi Hồ tạo phản, Miêu, Phạm và Điền liên thủ giết chết Hồ. Hiểu lầm của quá khứ gây ra mối thù truyền kiếp giữa bốn gia tộc. Đến đời thứ tư, hậu duệ của họ Điền, Điền Quy Nông, do Trương Triệu Huy đóng, hàng phục nhà Thanh. Vì muốn lấy lòng vua Càn Long, Nông gài bẫy, gây xích mích giữa hậu nhân họ Hồ, Hồ Nhất Đao, do Huỳnh Nhật Hoa đóng, và hậu nhân họ Miêu, Miêu Nhân Phụng, do Doãn Dương Minh đóng. Đao và Phụng quyết chiến nhiều ngày trên núi tuyết, bất phân thắng bại. Dần dần, họ trở thành bạn tâm giao, cùng luận bàn về võ học. Vợ Đao là Lan Kiếm Thu, do Thiệu Mỹ Kỳ đóng, đang mang thai đứa con đầu lòng. Thấy mọi việc diễn ra không như ý muốn, Nông lén hạ độc, giết chết vợ chồng Đao Thu rồi vu oan cho Phụng. Trước khi chết, Thu giao lại con trai sơ sinh cho một người hầu trung thành, nhờ nuôi dưỡng. Nhiều năm sau, đứa trẻ lớn lên, tên là Hồ Phỉ, do Trần Cẩm Hồng đóng. Phỉ thông minh, siêng năng học võ, nổi tiếng trong giới võ lâm với biệt hiệu Tuyết Sơn Phi Hồ. Phỉ quyết tâm tìm Phụng để trả thù. Trên đường đi, anh gặp gỡ cô gái trong sáng và tốt bụng, tên là Miêu Nhược Lan, do Xa Thi Mạng đóng. Lan yêu thầm Phỉ nhưng trớ trêu thay, cô lại là con gái của Phụng. Hơn nữa, Phỉ đã đem lòng mến mộ nữ hiệp Nhiếp Tang Thanh, do Đặng Lệ Danh đóng. Cuối cùng, Phỉ hẹn Phụng lên núi tuyết, đánh trận sinh tử. Cả hai không ngờ rằng mình đang rơi vào cạm bẫy của Nông và quân Thanh. Liệu, trận chiến này có đi vào vết xe đổ năm xưa? Ân oán nhiều đời giữa họ Hồ và Miêu có được hóa giải? Nghĩa bất dung tình, Nghĩa bất dung tình, TVB lấy bối cảnh vào năm 60, người phụ nữ Mai Phấn Phương vì hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nên đã lấy cắp đi số tiền của một tên tội phạm giết người. Cũng vì điều này mà khiến cho công tố viên Phùng Thế Bang cho rằng cô là hung thủ và kết án tội tử hình. Cô ra đi và để lại hai đứa con cho người dì nuôi. Sau khi hai đứa con của cô trưởng thành, Hữu Khang và Hữu Kiện là hai anh em ruột, được dì nuôi nấng từ nhỏ sau khi mẹ bị tuyên án tử hình oan. Chính vì vậy, hai anh em họ rất yêu thương, đùm bọc nhau. Người anh Hữu Kiệt sẵn sàng ngồi tù thay em trai mình sau một vụ tai nạn không đáng có. Trong lúc người anh đi tù, Hữu Khang phát hiện kẻ đã hãm hại mẹ mình và đã lập kế hoạch trả thù, bất chấp mọi thủ đoạn, gây ra nhiều tội lỗi. Sau khi ra tù, phát hiện em trai làm nhiều việc ác, gây ra nhiều điều trái với lương tâm, Hữu Kiệt quyết định trừng trị em dù đó là người thân duy nhất còn lại của anh. Nghĩa bất dung tình là bộ phim truyền hình phát hành vào năm 1989, được sản xuất bởi Điện ảnh Hồng Kông với sự tham gia của các diễn viên Châu Hải My, Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Gia Linh, Lý Hoa, Ôn Triệu Luân, thuộc thể loại giật gân, tâm lý. Nghĩa bất dung tình là một thước phim cổ được nhiều người yêu mến do TVB sản xuất. Đây là bộ phim hiếm hoi được làm đến 50 tập mà họ sản xuất. Thế nhưng, phim lại không hề có tình tiết chậm, nhàm chán mà sự cuốn hút chính là điều làm nên sự thành công của bộ phim. 50 tập phim là màn khai thác tâm lý nhân vật, sự việc này sâu chuỗi với sự việc khác, những mối quan hệ tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó đoán khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình khi theo dõi bộ phim này. Những phim truyền hình đã đóng cho TVB: Bến Thượng Hải,
vai quần chúng, năm 1980, Anh hùng thiếu Lâm Tự, vai Hoàng đế Càn Long, năm 1981, Phong Vũ Tình, năm 1981, Anh hùng Phật Sơn, vai Lý Văn Mậu, năm 1981, Thiên Long Bát Bộ, vai Hư Trúc, năm 1982, Hương Thành Lãng Tử, trong vai Vi Lạc, năm 1982, Thập Tam Thái Bảo, vai Lý Tồn Hiếu, năm 1982, Anh hùng Xạ Điêu, vai Quách Tĩnh, năm 1983, Giang Hồ Lãng Tử, vai Dịch Thủy Hàn, năm 1984, Thiết Diện Bao Công, vai Triển Chiêu, năm 1984, Quyết Chiến Huyền Võ Môn, vai Giang Phong Bạch, năm 1984, Dương Gia Tướng, vai Dương Ngũ Lang, năm 1985, Bích Huyết Kiếm, vai Viên Thừa Chí, năm 1985, Tiết Đinh Sang Chinh Tây, vai Tiết Đinh Sang, năm 1986, Truyền Kỳ Tiểu Tử, trong vai A Ngưu, năm 1986, Động Giáp Kỳ Binh, vai Trần Quảng Linh, năm 1986, Thành Cát Tư Hãn, vai Trác Mộc Hợp, năm 1987, Hoàng Hà Đại Phong Vân, vai Lý Mật, năm 1987, Cô Gái Trích Tinh, năm 1988, Thái Bình Thiên Quốc, vai Dương Tú Thanh, năm 1988, Kỳ Môn Quỷ Cốc, vai Bàn Quyên, năm 1988, Nghĩa Bất Dung Tình, vai Đinh Hữu Kiện, năm 1989, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, vai Lâm Khang, năm 1990, Ông Chủ Trường Đua, vai Lý Đại Hữu, năm 1993, Bao Công, vai Triển Chiêu, năm 1994, Phụ Tử Thời Đại, vai Ngô Quốc Sinh, năm 1994, Nhân Viên Điều Tra, vai Vương Chí Tông, năm 1995, Bao Công 2, vai Triển Chiêu, năm 1995, Hành Động Diệt Gọn, năm 1996, Nhân Viên Điều Tra 2, vai Vương Chí Tông, năm 1996, Thiên Long Bát Bộ, vai Kiều Phong, năm 1996, Thiên Địa Hào Tình, vai Cam Thụ Sinh, năm 1998, Tuyết Sơn Phi Hồ, vai Hồ Nhất Đao, năm 1999, Rồng Nam Phượng Bắc, vai Hoàng Kỳ Anh, năm 1999, Thần Y Hoa Đà, vai Tào Tháo, năm 2000, Long Hổ Tranh Hùng, vai Châu Gia Toàn, năm 2000, Tiêu Thập Nhất Lang, vai Tiêu Thập Nhất Lang, năm 2002, Hình Cảnh, vai Thạch Đông Thăng, được đề cử trong top 5 giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB lần thứ 43 năm 2010. Những phim truyền hình đã đóng cho ATV: Thiên La Địa Võng, vai Tống Bang, năm 1990, Thiên Địa Vô Tình, năm 1991, Cảnh Sát Ma Quỷ, vai Cảnh Sát Trực, năm 1991, năm 1993, Ngân Hồ Về Đêm, vai Tỷ Phú Đoạn Thiệu Tường, năm 1993, Pháp Nội Tình, năm 2002, Hồ Sơ Trinh Sát Phần 5, năm 2004, Các Trung Tâm Khác, Mạc Đại Hoàng Tôn, Đài Loan, năm 1992, Tô Khất Nhi, Trung Quốc, năm 2000. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.